10 thực phẩm có thể ngăn ngừa ung thư bạn nên ăn hàng ngày. Nên ăn thứ gì để ngăn ngừa ung thư hoặc làm chậm sự tiến triển của nó là vấn đề luôn được mọi người quan tâm. Hãy bắt đầu bằng việc ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Trái cây, rau, ngũ cốc và đậu chứa hàng trăm dưỡng chất, thực vật giúp tăng cường sức khỏe. Sau đây là 10 loại thực phẩm có thể ngăn ngừa ung thư bạn nên ăn hàng ngày. 1. Bông cải xanh. Bông cải xanh chứa các hợp chất isothiazanate và indole có tác dụng ngăn chặn các chất gây ung thư và làm chậm sự phát triển của khối u. Các loại rau họ cải khác như súp lơ, bắp cải, xà lách và rau cải xanh chứa các hợp chất tương tự. 2. Quả việt quất. Quả việt quất là nguồn cung cấp anthocyanin và flavonoid, những chất có thể tăng cường phản ứng miễn dịch và giúp tế bào giải độc các chất độc hại. 3. Rau lá xanh đậm. Rau bó xôi, xà lách, cải thìa và các loại rau lá xanh đậm khác là những nguồn nổi bật của một số chất chống ung thư, bao gồm cả carotenoid. Trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các hợp chất chống oxy hóa này ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển. 4. Tỏi. Các loại rau thuộc họ hành tỏi bao gồm tỏi, hành tây, hành lá, hẹ và tỏi tây. Khả năng chống ung thư của chúng nhờ vào một số hợp chất có chứa lưu huỳnh cay nồng cũng như chất chống oxy hóa quercetin. Tỏi và các loại thực phẩm thuộc họ allium khác có thể bảo vệ chống lại ung thư dạ dày và đại trực tràng. 5. Nho. Resveratrol là hợp chất chống oxy hóa và chống viêm có trong nho, đặc biệt là trong nho đỏ và nho tím. Điều đặc biệt là các chất này tập trung nhiều nhất ở vỏ. Các nghiên cứu trên động vật đã chứng minh resveratrol có tác dụng ngăn ngừa ung thư và làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. 6. Trà xanh. Trà xanh chứa catechin, chất chống oxy hóa có đặc tính chống ung thư. Trà xanh chứa catechin nhiều gấp 3 lần trà đen. Uống trà xanh thường xuyên giúp giảm nguy cơ ung thư bàng quang và ung thư đường tiêu hóa. 7. Bí đỏ. Bí đỏ rất giàu beta-carotene và các sắc tố carotenoid khác. Ngoài việc là một chất chống oxy hóa, beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A, một chất dinh dưỡng cũng có thể giúp ngăn ngừa ung thư. 8. Cà chua. Cà chua có màu đỏ nhờ lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh. Một số nghiên cứu chỉ ra lycopene có thể bảo vệ chống lại ung thư tuyến tiền liệt và các bệnh ung thư khác. Các sản phẩm cà chua như bột cà chua và nước ép cà chua là những nguồn tập trung nhiều lycopene nhất. 9. Ngũ cốc tự rang xay. Hàng trăm hợp chất trong ngũ cốc tự rang xay có đặc tính tăng cường sức khỏe. Ví dụ, chất xơ có thể giúp ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. Các saponin và phenol có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng và ung thư vú. 10. Đậu nành. Các nghiên cứu cho thấy thực phẩm từ đậu nành bảo vệ chống lại các loại ung thư liên quan đến hormone, bao gồm ung thư vú, tuyến tiền liệt và ung thư nội mạc tử cung. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống nhiều thực phẩm từ đậu nành làm giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ. 10 loại thực phẩm kể trên sẽ phát huy tác dụng tốt nhất nếu kết hợp với tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng, tránh khói thuốc và tham gia đầy đủ việc tầm soát ung thư. Video đến đây hết rồi. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhớ chia sẻ cho bạn bè, người thân và gia đình biết những kiến thức bổ ích này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!